Nối tiếp những bộ phim truyền hình đang được khán giả đón nhận trên sóng VTV, ngày 1/4/2019, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức buổi họp báo giới thiệu bộ phim Về Nhà Đi Con, dài 68 tập do Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình VFC thực hiện. Một món ăn tinh thần hấp dẫn sẽ ra mắt khán giả truyền hình vào 21 giờ các tối thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên VTV1. Nội dung phim xoay quanh những câu chuyện về gia đình ông Sơn, một người đàn ông quá vợ, phải một tay nuôi dưỡng ba cô con gái trưởng thành. Mỗi cô gái một tính cách, một lối sống. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, dù có nhiều trắc trở, va vấp, ông bố luôn là người tư vấn cho các con cách giải quyết khó khăn bằng kinh nghiệm của mình. Những câu chuyện dung dị, đời thường nhưng ẩn sâu trong đó gửi gắm những thông điệp sâu sắc về tình yêu thương. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi như nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, nghệ sĩ ưu tú Trung Anh, Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Quốc Trường, MC Tuấn Tú. Bộ phim của đạo diễn Danh Dũng sẽ lên sóng vào 21 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên VTV1, bắt đầu từ 8/4/2019.